Dạ, quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh kết hợp với Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tổ chức với sự tài trợ của Kim Khiết Diamond, Nha Khoa Anna và chuyên gia máy lọc nước Ecota 9 xin được phép bắt đầu. Ngôi sao miệt vườn, người lắm người ơi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Dạ, Khương Dừa cùng với lại Dung Văn Dung Vẻ xin kính chào tất cả quý bà con cô bác ạ. Dạ, cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã dành thời gian đến để xem đêm nhạc của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, kính chúc tất cả quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng ạ. Dạ, và cũng gửi lời kính chúc đến quý bà con cô bác đang xem online cũng như là xem kênh YouTube một buổi tối thật là an yên cũng như là xem ca nhạc thật là hạnh phúc và thật là bình an ạ. Dạ, nhưng mà bà con bác mà xem online cũng thông cảm nha. Tại vì xem online là mình thu tiếng trực tiếp, thu tiếng hiện trường á, cho nên nó tạp âm nhiều lắm. Cho nên có nhiều bạn bác nói xong mà âm thanh dở quá, thì âm thanh nó cũng dở một phần, nhưng mà tại vì thu tiếng hiện trường cho nên là nó nghe không rõ. Cho nên để nghe rõ thì bà con bác xem lại phần ghi hình Khương Dừa sẽ phát vào chiều Chủ nhật và chiều thứ hai hàng tuần sau đêm nhạc. Và cảm ơn bà con bác rất nhiều. Dạ, và nhân tiện đây thì Dung cũng xin quý bà con cô bác đang xem online trên fanpage Khương Dừa một lượt chia sẻ để chương trình được lan rộng, lan tỏa hơn nữa để nhiều quý bà con cô bác cùng biết đến chương trình của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ, và trong buổi tối ngày hôm nay để có sự thành công thì không thể thiếu những nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, và em giới thiệu đi. Dạ, hồi nãy anh nhận anh giới thiệu á. Dạ. Dạ, bà con cô bác thân mến, trong đêm nhạc tối đêm nay sẽ có sự xuất hiện của nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ mà quý bà con bác rất yêu mến, cũng như là các bạn thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 và mùa 2. Dạ, tối đêm nay sẽ có sự xuất hiện của danh ca nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Dạ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dạ, ca sĩ Trịnh Thanh Thảo. Ca sĩ Hồ Minh Tài. Dạ, và ca sĩ Trương Vinh và rapper DK Lâm ạ. Dạ, cùng với lại các bạn thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, hôm nay chương trình cũng rất là đặc sắc, cùng với lại hai phần rút thăm trúng thưởng của hai nhà tài trợ dành cho quý bà con cô bác. Quý bà con cô bác nhớ giữ cái phiếu ghế của mình á, để cuối chương trình là Khương Dừa sẽ tổ chức cái phần rút thăm trúng thưởng. Dạ, những cái phần quà rất là hấp dẫn dành cho quý bà con cô bác nha. Dạ, và em thấy thì trong tất cả các tuần thì bà con cô bác mình ngồi đến cuối chương trình luôn để mình rút thăm cho nó vui, cũng như là mình nhận một chút gì đó quà để đem về. Đi coi ca nhạc mà lại có quà đem về nữa thì rất là vui đúng không ạ? Dạ, và chương trình một phần không thể thiếu trong chương trình ngày hôm nay đó chính là ban nhạc ạ. Dạ, hôm nay thì là ban nhạc vẫn u như kỹ. Đó là bạn Trơn phụ trách đàn cổ và bạn Trung và bạn Nhi phụ trách đàn nhạc ạ. Quý bà con bác thân mến, Khương Dừa đã chia sẻ thông tin rất là nhiều lần, nhưng mà chắc có thể là quý bà con bác không nắm được thông tin, hoặc là mình có xem nhưng mà không có xem đúng những cái clip mà Khương Dừa thông tin cái lịch biểu diễn của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Cụ thể đó, thứ 3 với thứ 5 hàng tuần là tại Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, Khương Dừa sẽ tổ chức cái đêm nhạc giao lưu dành cho tất cả quý bà con cô bác. Dạ, bà con bác chỉ cần tới đây rồi mình thử cái giọng một xíu, rồi xong mình sẽ lên mình tập với ban nhạc, rồi mình sẽ hát, rồi chương trình sẽ ghi hình lại và Khương Dừa sẽ phát lại ở trên kênh của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là cái fanpage của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để bà con bác lưu lại làm kỷ niệm. Còn thứ 7 hàng tuần là cái đêm nhạc mà có sự tham gia của các cô chú anh chị em nghệ sĩ, rồi của các bạn thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn. Và chương trình đã được lên nội dung sẵn rồi cho nên là không có giao lưu được. Nhưng mà hôm nay thì nãy Khương Dừa đi một vòng thì gặp nhiều cô chú anh chị là không có biết được cái lịch, cho nên là lặn lội đường xá xa xôi ở từ ngoài miền Trung vô đây luôn để xin giao lưu. Mà Khương Dừa hỏi là khi nào lại về lại quê thì nói là ngày mai về rồi thì đâu có giao lưu được. Đâu rồi nãy bà cô, có một bà cô ở Quảng Ngãi. Dạ đây, đây Khương Dừa xuống giao lưu một xíu. Đại cô ở xa quá trời quá đất luôn, mụ ngoài Quảng Ngãi vô luôn. Dạ. Ở đây có bà cô bác nào ở xa hơn cô nữa không ạ? Dạ như là ở Huế. Chắc xa hơn, nhưng mà giờ nhiều khi vô trong đây mình làm việc rồi, mình công tác. Còn cô với lại chú với lại chị hình như là cô luôn là từ Quảng Ngãi vô đây luôn. Dạ cô, mình cái này coi như bà con xin phép bà con bác mình ưu ái một xíu. Dạ, để tại vì trước khi đi là cô quay qua đây, con lên đây con, trước khi đi là cô đã nổ với gia đình là để tao vô đây tao hát.
tụi bay ở nhà tụi bay cao nha, lúc đúc 8 giờ. Tám giờ kém 15 rồi tụi bay ở nhà tụi bay cao nha, mà giờ trang điểm nè thấy không? Dạ. Dạ trang điểm đẹp quá mà không lên sân khấu thì nó uổng hả cô? Dạ cô ở huyện nào của Quảng Ngãi vậy? Tuy Nghĩa. Dạ cô Tuy Nghĩa. Thắng xong về Tuy Nghĩa Quảng Ngãi. Dạ rồi cô vô từ khi nào? Vô máy bay đi vô đây. Ờ đi máy bay là tốn bao nhiêu cô? Tốn 9 triệu. Trời ơi. Lượt đi lượt về. Lượt đi lượt về luôn. 9 triệu. 9 triệu đó thì cô chuyển cho con đi để con tổ chức đêm nhạc, cô của nhà cô cũng ngoại cô coi cũng hỏi máy không? Dạ nói vui thôi. Chứ cảm ơn cô rất là nhiều. À, tốn công tốn, dạ tốn công tốn sức của con kìa. Dạ tốn công tốn sức rồi tốn tiền chúng 9 triệu bạc mà vô đây mua một phiếu nước 120 đến hồi xem để giao lưu. Dạ mà bây giờ mà mình nói không giao lưu thì thấy thương quá, mà nãy nghe cái giọng của cô nghe cũng đã lắm à. Dạ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi thích dạ. Đam mê ca hát nên dạ. Thấy cái chương trình này là ngày nào cũng coi. Dạ Khương Dừa cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đây và tất cả bà con bác đang xem kênh Khương Dừa. Phải nói là bà con bác rất là thương Khương Dừa, mà không thể diễn tả được như thế nào nữa. Không biết làm sao nữa. Có nhiều chương trình nó cũng hay, cũng hấp dẫn, cũng có nhiều anh chị em nghệ sĩ người ta cũng tổ chức show rồi cũng dễ thương á. Nhưng mà bà con bác lại thương Khương Dừa, chọn Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn để tới đây để ủng hộ. Thật sự là phải dạ, rất là hạnh phúc. Tới thấy là mới thấy Khương Dừa dễ thương nha. Dạ, dễ thương con. Nhìn người nói chung là cũng có tâm á. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi ở ngoài bà con Quảng Ngãi coi nhiều không cô? Nhiều lắm. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Coi chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô cũng như là tất cả quý bà con bác ở khắp mọi miền đất nước và cũng như ở nước ngoài luôn. Dạ. Rồi thôi bây giờ cô tới đây cô giao lưu một xíu ha. Để mình thỏa lòng mong ước, để coi như là có xứng đáng mình bỏ ra 9 triệu. Hai cô chú kia cũng là 9 triệu, nữa là 27 triệu rồi. Rồi đi đường ăn uống nó bút chống 30 triệu. Trời ơi, 30 triệu là coi như là gần bằng một bữa con bán cái vé nước luôn đó. Đam mê mà. Dạ đam mê. Đam mê phải yêu chứ dừa đấy. Dạ cảm ơn cô nhiều. Bây giờ cô hát bài gì cô gửi tặng cho bà con cô bác đây một một đoạn ha. Bây giờ Minh Trung mình miền Trung thì mình hát cái bài về miền Trung. Hát bài miền Trung à. Có hát bài miền Trung. Hát bài miền Trung, mưa dạ. Chi miền Trung. Mưa chi miền Trung hả cô? Cô Hồng Siêu Lam. Dạ mời cô và bà con bác cho cô một tràng hót tay ạ. Bây giờ mình ca nhưng mà nói chung nó chưa nó thuộc cái đầu hay tí đó nha. Nếu mà tiếng trước vậy là phải tập. Dạ, này là giao lưu Miền Trung đất bồi phù sa. Người miền Trung nhân có nhiều đời qua. Tử lên giao lưu luôn. 50% dạ. À rồi, hả, là, dạ, nhiêu đây là hạnh phúc đúng không cô? Thử tiếng ca của dạ. Người miền Trung. Hay quá. Dạ. Mà cô cho con hỏi là cô ở ngoài cô làm công việc gì? Cô nói chung giờ cũng về nhà ở phục vụ con mình là làm giảng viên đại học Bách Khoa. Ồ, giảng viên đại học. Rồi giảng viên đại học Bách Khoa nhiều tiền lắm. Cho nên là cho tiền cô đi máy bay. Nói chung là cực khổ. Tuần sau cô bay vô nữa nha. Rồi. Đúng rồi. Dạ, tuần sau bay vô nữa. Tuần sau vô nữa. Dạ, tuần cô bay vô một lần là mốt con cô. Không, tuần sau vô là mình phải giao lưu cái bài này dạ. Tập cho nhuyễn rồi mình ca để nè, thử cô vô, tuần sau cô có vô, cô canh lịch là cô vô thứ năm nè. Tối cô giao lưu cái thứ sáu cô đi nhờ con cô dẫn vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh chơi. Thành phố mình đẹp lắm.
Xong rồi cái mình tối thứ bảy mình lại mình cho xem văn nghệ là lịch là vậy là ok luôn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ gửi lời thăm bà con cô bác ở ngoài Quảng Ngãi luôn nha. Con đã có dịp tới Quảng Ngãi rồi. Bà cô bác Quảng Ngãi dễ thương. Dạ. Dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn anh chị cô bác ở khu thành phố Hồ Chí Minh là thuộc huyện Bình Chánh. Dạ. Dạ xin cảm ơn nha. Dạ bà con bác cho con một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Nhiều bông đây là đủ tiền vé máy bay về rồi cô. Ha, cái này cứ lọc cô cầm lọc dễ thương. Dạ nói bữa nay lên hát được tặng bông luôn. Dạ. Dạ, chào cô. Ở Cali bà qua mà tốn hết 1.500 đô la. Trời ơi. Bây giờ kêu bà lên bà hát đi. Dạ. Đi 1.500 đó. Tốn 1.500 luôn hả? Ừ, 1.500 đô la rồi. Trời ơi. Kêu bà đi. Uổng quá. Kêu bà lên đi. Đi một người một tốn. 1.500 là 40 triệu. Có ai tốn nhiều hơn không nữa ạ? Có ai tốn gì tiền nhiều hơn nữa không? Dạ, 1.500 là cao nhất. Dạ, con cảm ơn. Trời ơi, thật là hạnh phúc. Không tốn tiền, tốn bạc quá trời. Yêu cầu cô Nga lên. Dạ rồi một xíu nữa con sẽ giao lưu với cô Nga. Vậy tính ra là hội quán ở sao Miệt Vườn là bán được có 1 ly nước được 90 hoặc là 120, còn vé máy bay người ta bán tới được 1.500. Ý là anh đang tính mở hãng máy bay hay đâu luôn hay sao? Ý là đời 11 phải kêu hãng máy bay phải chiết khấu lại cho mình đúng không? Vậy đó. Dạ nói vui vậy thôi chứ tại vì đây là cái tấm lòng của bà con bác thương mến mình. Rồi mình về đây rất là hạnh phúc luôn. Rồi cảm ơn bà con bác rất nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô đêm nhạc của đêm nhạc hôm nay. Dạ với nhiều giọng ca rất là hay. Rồi một xíu mình sẽ giao lưu nữa. Rồi dạ. Mở màn là dạ, giọng hát qua đây. Mở màn thì quý bà con cô bác mình sẽ đến với tiết mục đầu tiên vô cùng sôi động và đến từ hai bạn trẻ. Đó chính là ca sĩ Trương Vinh và rapper DK Lâm. Dạ. Dạ bà con bác cho một tràng pháo tay thật lớn ha. Cảm ơn nhiều. Dạ em thương anh Khinh Dừa với dạ. Chị Dung rất là nhiều. Dạ con chào bà con ở đây hả? Dạ cười. Dạ ngoại. Dạ trời ơi bà con ơi nói thiệt luôn á là anh với chị sắp con hát đầu con áp lực dữ lắm. Thiệt. Cái chương trình nào con không có áp lực, nhưng mà đặc biệt cái chương trình hội quán ngôi sao Miệt Vườn là cực kỳ con áp lực. Đó. Con không có dám nói chơi, không có dám gì luôn. Dạ. Dạ có gì bà con ở đây thông cảm cho con nha. Tại con hát cái nhạc nó hơi giật giật một xíu á. Dạ được hả ngoại? Ngoại nói rồi hát đi con hát được yên tâm. Dạ tại cũng kính thưa với bà con ở đây là tại vì dòng nhạc của anh em tụi con là dòng nhạc trẻ. Nó sẽ có những dòng nhạc sôi động và nó sẽ đọc rap. Cho nên là mỗi khi mà mọi người nghe nó sẽ không có hiểu. Cho nên là nếu có chuyện gì thì em mong tất cả bà con đây sẽ thương hai anh em tụi con có được không ạ? Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ dòng nhạc của con đi á là dòng nhạc mà miền Tây thôi. Dạ nói chung á là một cái bài hát mà hai anh em của con gửi đến ông bà cô chú đây á là một bài hát nói về miền Tây của mình, có một cái đặc sản dữ lắm. Dạ ngoại nghe đi rồi xong ngoại biết đặc sản gì liền à. Dạ sợ ngoại, anh sợ là ngoại nghe không có được á. Được tại hát nhanh lắm. Được không biết nó hát cái gì. Anh yên tâm đi. Dạ một bài hát được mang tên là Chơi Xả Láng nha bà con ơi. Cho con chàng pháo tay được không ạ? Dạ con cảm ơn ạ. Đúng rồi có luôn. Đi bảy đâu rồi. Dù cho mưa có la, dù cho gió có nhăn, thì anh em luôn quyết tâm giữ vững tinh thần. Đào là cà lóc nướng, chua chua từ đêm qua có ấm vui. Ngọc ôi mang sòi, rồi tìm cây móng du nữ chân dài. Rủ vào lời ra tôi kêu thằng ti, mình sắc cái lo ra ca. Chơi xa là, rồi sáng về sớm. Bổ ta thật lớn đi con bà con. Sẽ thấy mảnh đất an tình nơi đây, người miền Tây mến khách phương xa. Về miền Tây có rượu ngon ba chay, anh em ta cùng say, ta cùng say, ta cùng say. Anh em ta cùng say, đêm nay mình chơi hết gà. Hai ba chơi tới bến, quyết không say không về. Không say không về. Cái lo ra ca, chơi xa lần, rồi sáng về sớm. Chơi sớm thế. Tại
gần đây chưa qua giờ say tiếp rồi. Hôm qua giờ con no đầy, hôm sau nhậu say thôi kệ. Thôi kệ ly mình tư rót đầy nhậu hết hôm nay. Còn con quay về thì mình cũng đi, còn chuyện gia đình cũng hết đi. Mấy khi đừng nhậu thì cứ chơi xả láng, chấp nhận đi nhậu là không nghĩ suy. Đã có sức làm cũng chút chơi, một khi nó vào việc mình tới nơi. Không để vợ con nói với nhiều lời, nhưng mình vô là một giái cho nó sướng thôi. Luôn nha màu trôi màu trâu chiến này mình chơi khô mau. Một hai ba vô, hai ba vô, hai ba uống một chai cũng cảm ơn sang đi làm anh em miền Tây chơi lớn nhưng mà không qua chớn nhậu là cho tới bến Ninh Kiều. Cảm ơn cô, dạ cảm ơn ngoại nha, trời dễ thương quá. Đi về nhà Long Giang, là Long Giang. Dạ, của tôi miền Tây là dạ, chơi không có nhảy. Gặp bia cũng là không ngán, nhưng mà nhau vui dễ không có là làm. Nào là cá lóc nướng chú vũ từ đêm qua có vui cầu ơi măng xoài, rồi thêm cái móc vũ nữ chân dài. Rủ nhau lấy ra cái chiếu thằng ti, mình xách cái lo ra ca chơi xa lan rồi sáng về sớm. Ngoại biết đặc sản chưa? Biết. Trời ơi, hồi nãy anh nói rồi, ngoại không hiểu thiệt, ngoại không hiểu thiệt. Thì đó, ngoại đâu hiểu đâu, ngoại biết nhảy không à? Không hiểu thiệt luôn á. Nhậu ngoại. Không phải, là vì hát lẹo quá, nghe không nghe rõ. Dạ, vậy giờ con hát chậm lại. Anh ơi, cho tempo chậm lại nha. Dạ, con cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại nhiều những kinh bông này ạ. Dạ. Hồi nãy con có xuống dưới, ở lộn, cô lên chứ không phải con xuống. Cô nói là tặng cây hoa, chúc hát bài nữa nha. Nhưng mà cô ơi, cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Dạ, con nói thiệt luôn, con không có một bài nữa. Con có một bài nguyên không à? Để mai mốt con kêu tác giả viết một bài nữa nha. Chứ giờ con đem, bữa nay con đem nguyên bài không, chứ con không có đem bài nữa. Dạ, có gì mấy ông bà cô chú lượng thứ bỏ qua cho con nha. Vậy giờ cho con hát nữa không ạ? Hát nữa ngoại. Dạ, nếu mà hát bài này ngoại có lên nhảy với tụi con tiếp không ngoại? Ngoại chơi tới sáng luôn đó. À, anh nhảy nữa. Không, mà cái bài này á, là hồi nãy có chị Bảy ở trong kia đẹp gái lắm. Để em kêu chị Bảy ra nhảy nha. Đó, với chị Dung nha. Dạ. Nhưng mà bài này có liên quan tới gì không em? Có chứ. Có. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Anh giới thiệu đi, cho anh giới thiệu đó. Ok. Dạ, bài hát này thì cũng rất là lâu rồi. Bài hát này cũng như là kiểu như là dòng nhạc trữ tình bolero. Con nghĩ là tất cả các ông bà cô chú anh chị lớn tuổi ở đây ai cũng sẽ biết bài này. Bài hát này được tụi con phối theo cái dòng nhạc trẻ, phối mới lại, sẽ là một ca khúc được mang tên Rước Dâu Miệt Vườn. Dạ. Tự nhiên nói tới đây cái quên ngang ta. Đám cưới quá. Đám cưới của ai vậy? Anh quên mày quá ha. Chị Dung đâu rồi? Đám cưới chị Dung ơi, chị Bảy trong ngắn ơi. Phải chi tôi được làm chú rể. Nhạc lên đi em nha. Biết thôi, tới dự đám cưới chứ. Ủa, mà đám cưới mình cũng không mời mình không kệ, ổng mời cũng tới dự trước là sau. Bữa nay đám cưới của chị Dung, hai anh em cũng chạy tới bến luôn nha. Chơi luôn. Đến cưới rồi hả? Thôi quyên ương đứng đôi vừa lửa lét sầu ngồi
cùng nôi. Năm nay năm cuối cùng một em ơi, chờ năm tới đôi ta thành đôi, chẳng có cách khác nên thành thôi. Nhưng em ơi đừng có lo, đôi môi chiếc xe đâu vào đó nè. Nay mình đi ăn cưới nên cứ vui cho đầu mình nó khỏe. Anh đang kiếm nhiều tiền để khi ra gì năm sau anh rước nè. Kết thúc dạ, chương trình không luôn ngoại ơi. Anh tưởng đâu kết thúc chương trình không á. Ủa vậy hả? Thường thường kết thúc chương trình mới sung vậy. Vậy hả? Mốt sắp em hát cuối đi. Bà ngoại. Bà ngoại ơi. Ông ngoại nhà coi livestream ổng ghen rồi, ổng kêu bà về sớm kìa. Bà nói bà ngoại lên nhảy nhót với thanh niên luôn không kìa, ông nhà ổng ghen. Hả? Bà ngoại muốn tìm lại bà ngoại nói là con cháu không, không có gì đâu. Ổng nhắn tin fanpage bây giờ. Thiệt, ông nói thiệt. Không biết chứ. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều đã lên nhảy phụ họa cho bạn Lâm với em. Dạ. Cũng không biết nói gì hơn thì cảm ơn tất cả những kênh bông thân thương cũng như bà con ở đây rất là nhiều. Em cũng cảm ơn anh Cương Dừa đã tạo ra sân chơi bổ ích rất là vui và vui không? Dạ vui anh. Vui không? Dạ quá trời vui luôn. Vui vậy mốt mình phải trả lại đúng không? Dạ trả lại. Bà con à, cho chúng con trả lại không ạ? Dạ có vui nhiều á. Vui, vui lắm. Bà con bác quan trọng là anh vui mới được, em mới trả lại được. Anh mà chứ. Buồn là em không có trở lại được đâu. Trời đúng không bà con? Không có, nãy giờ hai em không có thấy anh Khương đứng trong căn nhà nhảy quá trời luôn. Đó. Có luôn hả? Thì nhảy với anh nhảy như ngầm không à, anh nhảy trong bụng á. Vui lắm mà, anh không có nhảy, anh không thể hiện giống như em được. Dạ. Rồi cảm ơn Vinh với lại Lâm rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Con chào bà con ở đây nha. Dạ con hẹn một gần nhất đi. Rồi chúc hai em sức khỏe nha và hẹn gặp lại hai em. Em gửi này cho mấy anh Đờn. Rồi cảm ơn em nhiều. Đem cho chị, cảm ơn. Dạ sung quá, vui quá. Dạ hầu hết là bà con bác mình ai cũng có máu văn nghệ ha. Người thì hát, người thì nhảy. Dạ, ai hát hay thì hát, còn ai chưa không có hát, chưa có hay thì nhảy. Dạ. Rồi bà con bác thân mến, Khương Dừa nãy Khương Dừa giới thiệu chương trình mà Khương Dừa quên cảm ơn hai nhà tài trợ của các đêm nhạc của hội quán ngôi sao miệt vườn, đó là Kim Khiết Diamond với lại nhà khoa Anna. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hai đứa em đã tài trợ cho cái đêm nhạc để Khương Dừa có được cái kinh phí để Khương Dừa tổ chức những đêm nhạc như vậy để phục vụ quý bà con cô bác. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ, dạ. Thì Dung cũng xin đại diện phía đơn vị tài trợ gửi lời biết ơn đến Khương cũng như là quý bà con cô bác. Bởi vì thông qua chương trình của hội quán ngôi sao miệt vườn cũng như là những chương trình của anh Khương mà bà con cô bác biết đến hai thương hiệu của tụi em nhiều hơn, cũng như là tụi em được ủng hộ nhiều hơn thông qua cái sự yêu mến bà con cô bác dành cho anh Khương cũng như là dành cho tụi em. Dạ. Bà con bác nhớ giữ cái vé, cái phiếu nha, để cuối chương trình mình sẽ có cái phần rút thăm trúng thưởng. Dạ, rồi Dung giới thiệu cho quý bà con bác đêm nhạc tuần sau đi, ngày 13 tây tháng 4 sẽ có sự tham gia của ca nghệ sĩ nào ha. Này hình như hồi nãy không bàn trước tự nhiên lên tới đây cái quên ngang vậy ta. Quên hả? Vậy thôi để em nhắc cho. Dạ bà con cô bác thân mến, dạ trong đêm nhạc thứ bảy tuần sau ngày 13 tháng 6 2024 sẽ có sự tham gia phục vụ của chị Thanh Hằng. Dạ, dạ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Dạ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ hài Thanh Bắc. Và Khương Dừa cũng đang mời thêm những cô chú anh chị nghệ sĩ mà quý bà con bác yêu mến để về phục vụ quý bà con cô bác. Dạ bữa giờ là mình cũng như là
vừa biểu diễn xây vòng và vừa mời thêm những anh chị nghệ sĩ mới. Dạ, Khương Dừa cũng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được rất nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ nhận lời để tham gia chương trình. Thậm chí là cũng có nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ là cũng có liên hệ với Khương Dừa, nói là xem ở trên kênh của Khương Dừa thấy được cái không khí giống như cái bài hát vừa rồi của bạn Vinh với bạn Lâm biểu diễn, thấy rất là thích và yêu mến quý bà con cô bác, cho nên là cũng mong muốn về đây để hát, để phục vụ quý bà con cô bác. Mặc dù cái sân khấu của mình thì thật sự là nó nhỏ nhỏ bé bé nhưng mà rất ấm cúng và rất là dễ thương. Dạ, và em cũng có nghe một số cô chú anh chị chia sẻ là thích cái không khí cũng như là cái sự nồng ấm mà quý bà con cô bác dành cho. Và trong đêm nhạc ngày hôm nay thì cũng rất mong quý bà con cô bác, mỗi khi mà các nghệ sĩ, các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn thể hiện bài hát thì bà con cô bác mình vỗ tay thiệt lớn ạ. Dạ rồi, những đêm nhạc sắp tới thì Khương Dừa cũng đang cố gắng mời thêm nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ mà bà con bác yêu mến để về hát, để phục vụ bà con cô bác. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của một thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn đã biểu diễn được một lần ở hội quán rồi, còn cũng được rất nhiều quý bà con bác yêu mến. Đó là bạn Thanh My, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1. Dạ, bà con bác cho bạn My một tràng pháo tay ạ. Trời ơi, hết bông luôn. My chưa hát mà bà con cô bác đã lên lấy bông quá anh, trời ơi. Mới giới thiệu Thanh My là anh lên hốt bông liền. Dạ, em My đứng phía sau nhanh cưng. Đây con ơi, chuẩn bị nhận bông của bà con bác nghe. Bà con bác rất thường đó, anh trai nó cũng lên hốt bông nữa kìa. Về tặng bông cho con kìa. Rồi bây giờ con chào quý bà con cô bác nè. Dạ, con xin kính chào quý bà con cô bác ạ. Rồi, bà con bác cho My một tràng pháo tay ạ. Rồi bây giờ chú Khương với lại cô Dung sẽ nhường sân khấu cho con ha, để con hát phục vụ bà con bác nha. Hồi nãy bà con bác đến những cái giai điệu sôi động của bạn Vinh và bạn Lâm rồi, giờ mình sẽ đến những giai điệu thật là ngọt ngào, trữ tình. Dạ, bà con bác cho một tràng tay ạ. Rồi mời con nha. Dạ, đến với chương trình hôm nay thì con xin gửi tới quý bà con cô bác một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Trọng, bài hát Trang Nhật Ký. Thank you.
Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều những cành hoa quý bà con cô bác đã dành cho con ạ. Dạ, tiếp theo con xin gửi tới quý bà con cô bác một ca khúc của nhạc sĩ Tiến Luân, bài hát Nợ Em Một Khúc Dân Ca.
quá con ơi. Dạ cảm ơn những nhành hoa của quý bà con bác dành cho bé Thanh My. Sao bữa nay con vẫn rụt rè, vẫn sợ vậy? Hả? Dạ dù sao cũng là lần thứ hai, vẫn còn hơi run run xíu. Vậy hả? Bữa nay bà con bác không biết là bà con bác nghe cái dạng âm thanh nghe ổn chưa hả? Bữa giờ bà con bác phản ánh với Khương Dừa nhiều quá. Ổn rồi. Ổn rồi không ngoại? Ổn rồi, hay rồi. Biết dạ. Con. Ừ, rất hay. Dạ, cảm ơn ngoại. Tại con mới đầu tư dạng âm thanh 8 tỷ đó. Nói chứ bà con bác thân mến, mình làm nhạc á, cái dạng âm thanh nó quan trọng. Dạ nhưng mà bữa giờ là cũng tại lúc làm cái mình cũng nhờ các đơn vị hỗ trợ rồi bắt đầu điều chỉnh rồi bây giờ bắt đầu mới ổn định. Dạ cũng cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều, cũng xem ở nhà rồi tới đây xem rồi cũng góp ý cho Khương Dừa để chương trình nó những cái đêm nhạc ngày càng hoàn thiện hơn. Dạ rồi bây giờ thì con hát hai bài rồi ha, bây giờ bạn trai của con sẽ lên sân khấu để hát với con ha. Hả thì sao? Kệ bạn trai kêu lên còn mạnh kìa. Hai đứa nó xứng đôi ghê. Hai đứa số 11. Rồi nha. Rồi đây đây, đây chú cầm hoa cho con xuống rồi chú sắp xếp xếp dạ lì xì của bà con bác dành cho con ha. Rồi bạn trai của My tên gì vậy con? Đưa Miro lên nói chuyện nè. Con tên gì? Thiện Minh xin kính chào cô bác, là cho sức khỏe và chào trân trọng nhất. Dạ Thiện Minh là coi như là nghệ danh mới nha bọn bác. Dạ còn tên khi mà tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn là Văn Mạnh đó. Rồi hai đứa quen nhau lâu chưa? Mới quen hồi chiều. Dạ hả? Hồi chiều. Dạ. Giờ tìm hiểu kỹ chưa, rồi sao rồi sắp tới rồi mình định sao khi nào ra hai bên ra mắt? Cái này do My quyết định thôi. Do My quyết định hả? Nói chứ bà con bác thân mến, chiều Khương Dừa lên, Khương Dừa dạt bài cho hai bạn. Mà thấy hai đứa nó rù rì rủ rỉ, nói chuyện thấy thương lắm. Cho nên Khương Dừa ghẹo. Mà cũng chưa có đứa nào có bạn trai, cũng chưa đứa nào bạn gái á. Cho nên thôi mình sẵn mình làm chương trình, mình ghép đôi luôn coi biết đâu được. Được thì nó cũng vui đúng không? Mốt làm đám cưới ở hội quán Ngôi Sao Vườn, có gì chú Khương Dừa hỗ trợ cho. Dạ, con cũng trước hết cũng cảm ơn chú Khương Dừa. Dạ rồi. Trong cái ngày vui của hai bạn trẻ hôm nay thì hai bạn trẻ sẽ gửi đến bà con cô bác một bài hát vô cùng hạnh phúc, bài Đôi Đường Tình Đơn Ngã. Rồi mời hai con. Cảm ơn. Anh hiểu giúp em, nào ước muốn giàu sang, mơ
đường đời đôi ta hai hướng đi buồn. Đôi ta nghẹn ngào trong đám muôn trai. Mới đầu mình phải nắm tay rồi vô con hát cái mình thôi em hãy đi về, đẩy mi đi về liền. Diễn đồ chứ hát phải diễn chứ. Mi bỏ con rồi các bác ơi. Bỏ đâu bỏ. À, mà chú nói nè, nói vui thôi, biết đâu duyên nợ sao, lỡ sau này hai đứa mà thành đôi thành cặp á, trong ngày cưới mình nhớ hát bài này nha không? Xong rồi. Làm ông Mai phải làm cho đàng hoàng nha. Ủa, mới ăn đồ đầu heo nha. Dạ. Ông Mai mà làm ăn quản là ăn đồ chí đó. Cảm ơn ngoại. Dạ. Thôi con chỉ là nhiệm vụ con chỉ kết nối vậy thôi à. Còn bây giờ mấy bạn trẻ phải tự tìm hiểu nhau thôi mẹ ơi. Dạ. Rồi nói chung là giọng hát của My với lại Thiện Minh. Rất là hay, rất là ngọt ngào. À, bà con bác đây vỗ tay nè, rồi bà con bác đang xem live stream trực tiếp cũng khen rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là My mình sẽ chào bà con bác ha, mình sẽ nhường sân khấu lại cho bạn trai để bạn trai hát phục vụ bà con bác hát, rồi hát xong rồi hai đứa cùng về ha. Dạ con cảm ơn rất nhiều những tình cảm mà quý bà con cô bác đã dành cho con. À. Dạ. Bà con cũng ủng hộ bạn trai con. Dạ. Dạ. Khi rồi là nếu mà có lần sau mà có dịp tới đây nữa thì con sẽ tự tin hơn. À, rồi ok, rồi con vô trong ha. Rồi cảm ơn bà bác đã dành những tình cảm dành cho bé My. Giờ còn lại Mạnh. Bữa nay không có gió cũng đỡ. Không có gió chứ. Phải nép nép ở trong để hát chứ không dám đứng ở ngoài. Có 30kg rồi bà bác. Mặc cái quần thì tụt lốt nè. Giờ mà mở dây nịt chắc nó tụt xuống tới đầu gối. Thấy thương quá trời. Mà tại cái tạng người vậy đó, ăn nhiều lắm chứ mà cũng không có mập. Mà bữa nay đeo cà vạt được cũng dễ thương ha. Mạnh là thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 và ông bác tập 2. Lúc đó là Mạnh song ca với bé Tường. Bé Tường, rồi. Mang Huy Tường. Rồi lúc đó bạn bác rất là thích giọng hát của hai bạn. Rồi ban giám khảo cũng rất là khó xử. Cuối cùng ban giám khảo quyết định là cho hai bạn hai cái giải nhất luôn. Đó. Rồi Mạnh cũng đã đến với hậu quán Ngôi Sao Miệt Vườn rồi. Cũng hát phục vụ với bà con cô bác. Và hôm nay là lần trở lại thứ hai. Bà con bác cũng rất là thương Mạnh. Rồi bây giờ con sẽ tiếp tục hát để phục vụ bà con bác ha. Rồi chú nhường sân khấu cho con nha. Dạ bà con bác cho Mạnh một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn bà con bác. Thiện ra thì để đáp lại lời để đáp lại sự thương yêu của thương mến của cô bác có mặt ở buổi tối hôm nay, Thiện Minh xin gửi tặng cho cô bác một ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Bài hát này cũng để tưởng nhớ để Thiện Minh tưởng nhớ đến một người mẹ quá cố của Thiện Minh. Một ca khúc được mang tên Nước Mắt Mẹ Hiền, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Mời cô bác chúng ta cùng thưởng thức. Bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền
dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bay nhiều giọt sầu. Như băng đầu đây tiếng cười con ơi, bao nhiêu mưa đổ ngoài, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền thương. Cô bác có muốn thiên bình hát nữa không ạ? Vâng, để đáp lại tình thương của cô bác thì Thiện Minh xin gửi tặng cho cô bác một ca khúc rất nổi tiếng cũng của nhạc sĩ Ngọc Sơn luôn. Bài hát được mang tên Tình Cha, xin mời các bác kiều kỳ cùng lắng nghe. Tình cha ấm ấm như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời bị con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua.
kỷ niệm năm nào có vai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, giang hồ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con dưới ấm như cảm ơn bà cô bác rất nhiều đã dành những tràng pháo tay và những cành hoa thân thương cho bé Mạnh. Ủa, bà Thiện Minh, chú quên nghệ danh. Tên mới chưa quen. Chưa có quen. Hy vọng là mai mốt bà cô bác sẽ nhớ. Bây giờ ca nghệ sĩ hả? Hay sao? Ca sĩ. Ca sĩ luôn hả? Thôi giới thiệu Thiện Minh đi ha. Dạ Thiện Minh. Dạ. Còn mình nhiều khi mình để đặt cái ca sĩ vô cái nó bị áp lực. Ha, người ta sẽ đòi hỏi mình nhiều hơn. Dạ, ha. Đúng rồi, dạ. Cứ thấy giới thiệu là giọng hát của Thiện Minh vậy là ok ha. Dạ. Rồi cảm ơn con nhiều nha. Dạ, dạ. Chúc con thật là nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ con xin kính chào cô bác nhiều, hẹn gặp lại cô bác chương trình kỳ sau ạ. Dạ.
bé nó khôn ghê, hát bài tặng mẹ, ăn bài tặng cha. Tặng cha tặng mẹ là cái điều hạnh phúc nhất đúng không quý bà con cô bác? Và bây giờ Khương vừa thấy sân khấu của mình, bà con bác tới lại đông hơn nữa. Cảm ơn những tình cảm của bà con cô bác. Dạ, đã lặn lội đường xá xa xôi đến để ủng hộ cho hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, cũng có một số bà con bác chắc cũng tới bị trễ cho nên là không có chỗ ngồi, phải đứng ở ngoài. Khương vừa cũng xin lỗi bà con bác ha. Dạ, và quý bà con cô bác thân mến, tuần sau là 13 tây tháng 4 thì đêm nhạc của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng sẽ được tiếp tục tổ chức tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Và ngày 20 tây tháng 4 thì Khương vừa đang chuẩn bị một cái chương trình cũng Ngôi Sao Miệt Vườn luôn, cũng tương đối cũng lớn ở dưới sân vận động Long An của thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tuần sau Khương vừa sẽ chia sẻ cái thông tin đó đến quý bà con cô bác. Khương vừa ở đây thì có bà con bác thì ở khu vực này thì sợ đi xuống dưới thì cũng xa, nhưng mà quý bà con cô bác mà bữa giờ mà ở dưới Bến Lức rồi nói chung là ở dưới Long An mà lên đây thì 20 tây tháng 4 thì mình sẽ về lại quê hương của mình để mình xem chương trình hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ha. Dạ cảm ơn bà con bác rất nhiều. Khương vừa chia sẻ thông tin này luôn để cho quý bà con bác biết, tại nhiều khi là không có chia sẻ, rồi tới 20 tây tháng 4 thì bà con bác sẽ nghĩ là hiển nhiên là đêm nhạc sẽ tổ chức ở đây, thì bà con bác tới thì sẽ không có biểu diễn thì cũng mất công quý bà con cô bác. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Và bây giờ mình chia tay với bạn Mạnh thì mình sẽ đến với một bạn ca sĩ, bạn cũng rất được quý bà con bác yêu thương yêu mến với cái dòng nhạc chế, nhưng mà hiện tại thì bạn cũng đang theo đuổi với cái dòng nhạc trữ tình quê hương, đó là ca sĩ Hồ Minh Tài. Bà con bác cho bạn một tràng pháo tay ạ. Rồi nhường sân khấu cho Cưng nha. Dạ cảm ơn anh Cưng Dừa. Dạ. Là lời nói đầu tiên cho Hồ Minh Tài xin gửi lời chào đến tất cả bà con có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe và chào thân thương nhất ạ. Dạ hôm nay thì thật sự Tài rất là vui khi được anh Khương Dừa mời về đây để phục vụ cho bà con. Thì chúc cho bà con có một đêm nghe nhạc thật là vui ạ. Và ca khúc đầu tiên Tài xin gửi đến một ca khúc mà Tài cũng vừa phát hành MV trên kênh YouTube Hồ Minh Tài, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Ngọc Lan, Nguyệt Ánh, Văn Anh, Tú Vi, Tiền Mập và Hoa Hậu Mai Mai. Rất mong quý vị lên kênh YouTube Hồ Minh Tài nghe và ủng hộ ạ. Xin gửi đến ca khúc Con Ma Đề ạ. Ở đây có ai chơi đề nghe cái này thì mình bớt chơi lại nha bà con. Con ra đây mà nghe tôi nói, tôi qua nằm mơ tôi thấy, con cho nó xuống gâu gầu, con cho tôi hay sẽ ra sâu đầu, màu màu xuống tay, chiều nay làm giàu, cứ hỏi ngàn năm chỉ có một ngày. Đại gia miền Tây là đây, chiều nay cùng nhau quyết tâm làm giàu, vừa làm vừa xe, muốn gì cũng có, chỉ cần chiều nay qua 4 giờ là lấy. Mấy bà nghe tôi, tiền rồi đây tôi, tha hồ mà mua vàng đeo đó tay. Trời cho trò chơi, chiều nay lời to, để cái nghèo đi qua. Rồi đây chánh tôi bao con gà, mà xui ghê nó ra con mèo. Tôi đến năm kèo queo, giờ mới biết lý do mình nghèo, vì chạy theo cái con ma đề mà nhà xe cũng đem đi cầm. Ai mấy khi thực số, bỏ ngay đi người ơi. Làm giàu đâu có khó, sau 4 giờ rưỡi là có. Nằm mơ thấy gì đánh đó, tự nhiên trên trời rớt xuống bịch tiền. Tình làng nghĩa xóm với nhau, nên tôi chỉ cách cho mấy bà làm giàu. Chuyện là hôm qua tôi mới thấy, có con gì nó sổ gâu gâu. Quýnh con chó thì nó ra con ó, đánh con heo thì nó ra con mèo, đánh con mèo thì nó sổ con beo. Đánh riết chúng ta lại nghèo. Làm giàu thì không khó, nhưng mà đừng dùng cách đó. Làm lùng bằng đôi tay mới mong cuộc sống đôi tay sau này. Bà con ra đây nghe tôi nói, mau mau từ nay ta gơ, con cho nó sẽ không ra, vì tôi nằm mơ thấy nguyên con gà. Bao lâu nó ngay, chiều nay lượm tiền, cơ hội ngàn năm xóa hết nợ nần. Đại gia miền Tây là đây, chiều nay cùng nhau quyết tâm làm giàu. Chuột nhà chuột xe, muốn gì cũng có, chỉ cần chiều nay số con gà là hồn. Mấy bà nghe tôi, tiền giờ đây tôi, tha hồ mà mua vàng đeo đó tay. Ngồi chơi tiền vô, nằm mơ giàu to, nào mấy bà tin tôi. Rồi
đất ơi, nó ra con gà mà sao xuôi nó vô lông đài. Mất hết rồi người ơi, giờ mới biết lý do mình nghèo. Vì chạy theo cái con ma đề mà tay trắng cánh thêm nợ nần. Ai mê khi thực xô bỏ ngay đi người ơi. Trời đất ơi, nó ra con gà mà sao xuôi nó vô lông đài. Mất hết rồi người ơi, giờ mới biết lý do mình nghèo. Vì chạy theo cái con ma đề mà tay trắng cánh thêm nợ nần. Ai mê khi thực xô bỏ ngay đi người ơi. Và giờ muốn nghe vui nữa hay là buồn ạ? À? Vui. Và xin gửi đến một ca khúc cũng do Tài sáng tác, một ca khúc Tài cũng vừa phát hành MV trên kênh YouTube Hồ Minh Tài. Và ca khúc này nói về một người mẹ nuôi 5 người con. Nhưng mà lớn lên thì 5 người con lại bỏ rơi một bà mẹ, thì cứ nạnh nhau để cho thằng Út nuôi. Về ca khúc này với sự tham gia của nghệ sĩ Phi Điểu, Phương Dung, Kiều Trinh, Lê Nam, Hiền Trang, thì rất mong quý vị lên kênh YouTube search và nghe ca khúc Thằng Út ạ. Và ca khúc này muốn gửi đến quý vị, ai còn cha còn mẹ thì mình hãy tranh thủ về mình báo hiếu ngay từ lúc này. Chứ mình có đừng có đợi mà sau này mình giàu thì mình mới về trả hiếu, thì lúc đó cha mẹ mình đã mất ạ. Người con có anh có chị đàng hoàng, có anh có chị cơ hàng, cũng có người may mắn giàu sang. Nhà có mấy người con nhưng sao không ráng lo tròn, không ai mãi mãi quan tâm để Út buồn mình ơn tuổi thân. Nào biết trước ngày mai mấy ai sống được trên đời, cớ sao chẳng chịu chung lời cho cha mẹ ta có niềm vui. Đừng nói Út là lo, anh chị ơi cam chịu, cha mẹ già nỡ nào bỏ rơi. Người đời nói câu, người đời nói câu, giàu Út ăn nghèo Út chịu, nghe trong lòng sao thấy buồn thiếu. Phận làm con ai cũng như ai, xin chung một mẹ tình còn lòng buồn lẻ loi, chỉ mình Út thôi. Ngày ngày chắc chiêu đem về cha mẹ lo vuông tròn chữ hiếu làm con, thân còn mẹ gồng gánh nuôi con, nuôi bao nhiêu đứa chẳng than một lời. Con lớn ra đời, con quên cha mẹ chẳng lời hỏi thăm. Mai này cha mẹ mất đi, con rơi nước mắt có còn nghĩa gì. Lòng buồn lẻ loi, chỉ mình Út thôi. Ngày ngày chắc chiêu tìm về cha mẹ lo vuông tròn chữ hiếu làm con, thân còn mẹ gồng gánh nuôi con, nuôi bao nhiêu đứa chẳng than một lời. Vậy mà con lớn ra đời, con quên cha mẹ chẳng lời hỏi thăm.
mai này cha mẹ mất đi, con rơi nước mắt. Dạ không, cha mẹ con lúc nào cũng nằm cho, trên đầu cho hết. Cho gái là bị đòn đó. Dạ, gái phải cho con chứ. Dạ, nữa không ạ? Được rồi anh. Dạ. Dạ, bà con bác có muốn nghe tài hát nữa không ạ? Dạ, hỏi thì muốn là bà bác lúc nào cũng có muốn cho chàng có tay lớn các bạn hát hết trơn á. Dạ, cảm ơn bà bác rất nhiều. Thì thôi, mình đường xa xa xôi mình tới đây ha, mình... Anh nghĩ hát chục bài nó cũng chưa đủ nữa, nhưng mà thôi mình hát ba bài đi ha. Mình hai bài rồi hát bài nữa để gửi tới bà con bác, rồi mình để dành mua mốt mình tới mình hát nữa ha. Dạ, bà con bác cho tài một chào hóa tay ạ. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều ạ. Và ca khúc tiếp theo con xin gửi đến cũng một ca khúc do con sáng tác về hát rồi mang tên Lấy Chồng Miền Tây ạ. Quý vị nhớ lên kênh YouTube Hồ Minh Tài nghe và ủng hộ những ca khúc con, rất nhiều ca khúc và cảm động ạ. Là duyên ta thương nhau là nợ, ta có duyên lần đời thì em về làm vợ anh nghe. Anh đường tay sông nước, em cô gái thì thành mẹ cha em đã hứa em là để dành cho anh. Nhờ ông mai bà mỗi dân lối cho anh gặp em, cho ngày lành tháng tốt hai đứa ta giữ chung một nhà. Mai này dù bão tố hay phong ba, cứ yêu em là yêu tới già. Còn việc nhà để đó có anh lo, cưới anh đi là em khỏi làm. Ngày đưa dâu kêu hò nhà trai, gặp hò nhà gái uống không sai là ta không về. Người miền Tây chứ còn ru đê trai, miền Tây chất tác thật thà. Còn chàng chi em mau đồng ý, cuối năm nay là ta cưới liền. Muốn bình yên thì về miền Tây, mà muốn hạnh phúc thì có anh đây. Về miền Tây là hết sảy, em muốn gì là có nấy. Muốn ăn cá thì ra ngoài áo, mà muốn hái rau thì ra ngoài đồng. Cha mẹ chồng thì dễ tính, mà có ông chồng thì dễ thương. Lấy được anh là xuống trăm đường. Miếng trầu thì phải có cao, mà hai đứa mình thì phải có nhau. Để anh về thưa ba má, chốt em liền cưới về làm dâu. Mình gặp nhau là duyên, ta thương nhau là nợ, ta có duyên lần nợ thì em về làm vợ anh nghe. Anh miền Tây sông nước, em cô gái thì thành mẹ cha em đã hứa em là để dành cho anh. Nhờ ông mai bà mỗi dân lối cho anh gặp em, cho ngày lành tháng tốt hai đứa ta về chung một nhà. Mai này dù bão tố hay phong ba, cứ yêu em là yêu tới già. Còn việc nhà để đó có anh lo, cưới anh đi là em khỏi làm. Ngày đưa dâu về hò nhà trai, gặp hò nhà gái uống không sai là ta không về. Người miền Tây chứ toàn ru đê trai, miền Tây chất phát thật thà. Còn chàng chi em mau đồng ý, cuối năm nay là ta cưới liền. Trời ơi, vậy là hết ý rồi. Xài thành còn lắm bon chen, về miền Tây cuộc sống yên bình. Ngày cưới mình mở bao thư, chắc cũng giữ được mấy cây vàng. Rồi mình đem mua miền đất, cất cái nhà hai đứa chung đôi. Rồi thằng cu cũng nguyện chào đời, gia đình mình hạnh phúc nhất em ơi. Giờ làm lễ đã xong, mời quan viên hai họ nhập tiền. Đám cưới mình lớn nhất cái miền Tây, bạn bè lôi xóm anh đầy mời hơn trăm bạn. Mẹ sập xỉ
về miền Tây là có anh đây. Về miền Tây lấy chồng miền Tây, về miền Tây là có anh đây. Dạ hết à. Và ca khúc vừa rồi cũng là lời chia tay của Hồ Minh Tài trong tối đêm nay. Chúc bà con cô bác luôn luôn sức khỏe và bình an ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Rồi, cảm ơn Hằng Úc, Hồ Minh Tài nha. Rồi, hy vọng anh em sẽ trở lại để hát phục vụ quý bà con cô bác. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, như đầu chương trình thì Khương vừa có giới thiệu có sự tham gia của nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ nổi tiếng mà được quý bà cô chú anh chị yêu mến. Và nãy giờ Khương vừa nghĩ bà con bác nhìn phía sau cánh gà thì mình đã thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn nè, rồi nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dạ, và bây giờ mình sẽ đến với giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Dạ, bà con bác cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, con mời chú. Dạ, đây bản đờn Trơn sẽ hỗ trợ đàn cho chú. Dạ rồi, con nhường sân khấu lại cho chú nha. Cảm ơn con. Dạ chú, cảm ơn chú. Trước tiên Thanh Tuấn xin được gửi lời chào tất cả quý vị khán thính giả có mặt trong đêm diễn của Đại tướng Biệt Dương do Khương Dừa tổ chức. Chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia quyến quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự an lành, làm ăn luôn thành đạt, phát tài. Chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia đình quý vị luôn vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Thầy Tướng được đến đây để phục vụ cho tất cả bà con, cô bác yêu thích cải lương, yêu thích các mô hình nghệ thuật mà Khương Dừa tổ chức. Thầy Tướng trước tiên, Thầy Tướng gửi đến dạ bà con cô bác thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn biết được Hội Quán Ở Sao Miệt Dường có một cái ban nhạc rất là dễ thương và đàn cũng rất là giỏi, cho nên chú muốn các bạn hỗ trợ tiếng đàn cho chú và mong các bác cho một tràng pháo tay ạ. Tuấn đi không có đem đàn theo, có em Hữu Trơn sẽ đàn cho Thanh Tuấn ca. Đầu tiên thì Thanh Tuấn sẽ gửi đến với trích đoạn nổi tiếng mà sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, kịch bản này được ra đời và cũng để lại tình cảm mà rất là thân thương đối với tất cả khán thính giả của đất nước Việt Nam chúng ta, và luôn cả những người Việt kiều nước ngoài cũng rất là yêu thích. Đó là trích đoạn của hai tác giả, cố tác giả là chú Điêu Huyền và chú Hoàng Khâm đã trích, đã viết chuyển thể. Với cái lương này do anh tác giả Huy Lam là tác giả kịch nói từ Hà Nội đi về, đó trích đoạn được mang tên Tìm Lại Cuộc Đời trong vai đại quý Quy Bình. Lăng Lăng ơi, xin em đừng nhìn anh như người anh vẫn là anh, vẫn là mình của Lan Phương, vẫn cuồng say nồng nhiệt như cái thuở ban đầu hai đứa mới. Anh sống là
không cho lứa đôi tháng ngày mong đợi. Cảm ơn. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở. Đau xót nhìn nhau mà xa cách đi buồn trong. Nàng ơi xin em đừng yêu anh là kẻ mà kiếm vô tình. Hình bóng em đi chập chờn trong tâm nào nỗi xót đau cứ hoàn nặng. Em chân thân vào một con đường vô nghĩa. Nếu được ngày nào đó hỏng súng anh sẽ bắn vào em. Lặng ơi nếu em ngã xuống thì tim anh thành băng giá. Vì xót đau và bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Cảm ơn quá. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Với những kịch bản rất là thân thương đối với tình tôi xin cảm ơn, rất cảm ơn. Cảm ơn. Với tình cảm thân thương của tất cả quý vị của đại gia đình đã tặng cho Thanh Tuấn những cành hoa nói lên tình thương mến thương đối với Thanh Tuấn. Hết sức cảm ơn và trân trọng của quý vị. Và để tóm lại tình cảm đó, một lần nữa Thanh Tuấn sẽ được xin lỗi uống miếng nước. Bây giờ Thanh Tuấn sẽ gửi đến tặng cho tất cả quý vị với bài ca cổ nổi tiếng mà quý vị rất yêu thích. Đa số những người yêu giọng ca Thanh Tuấn đều có để nhạc chờ đầu tiên của cái bài này. Đó là trích đoạn của cố tác giả, bài ca cổ của cố tác giả Minh Thùy viết cho Thanh Tuấn ca nổi tiếng, bài hát được mang tên Nhớ Biển Nha Trang. Hữu trời đàn guitar và các em ban nhạc để biểu diễn tướng ca. Lời xin này anh gửi cho em từ thành phố thân yêu, nhớ về nơi đâu, nhớ biển Nha Trang đêm hè lòng gió, mặt nước xanh rừng con sóng khẽ lời.
Xin cảm ơn. Bây giờ có em nào muốn giao lưu với Thanh Tuấn không? Có cô gái nào biết ca không? Thích ca không? Ca được không, lên đây ca một bài với Thanh Tuấn. Em nào xung phong? À, chụp anh. Có em nào thì lên, cứ tự động lên. Em nào muốn lên hát thì lên, thuộc không? Dòng sông quê em cung đàn mới. Mùi cái nào? Rồi. Em tên gì? Dạ, em tên Lan. Dạ. Thanh Lan hả? Thanh Lan. Tại không biết vậy phải. Không, đeo vàng nhiều vậy chắc hát hay à. Dạ, muốn hát giao lưu với Thanh Tuấn. Nhưng mà mình hát cũng dễ dở nha bà con. Bà con đừng có cười nha. Dòng sông hả? Rồi hát đi con, dòng sông nha. Ờ, bao con bao dùng nhịp cho cô này nha. Bao nhịp nha. Ok, bao. Bắt đầu. Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về. Dòng sông quê em đẹp bóng trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh trần nhớ. Ơi hàng cỏ đông, ơi ở dòng sông xanh biếc biếc.
sống của anh yêu lớn lên trong bom gầm lửa đàn nắng dài dầu cố tình mẹ chắc chiêu dòng sông của anh yêu chở nhiều nhung thank you.
khổ đau. Dạ em xin chân thành cảm ơn anh Thanh Tuấn. Cảm ơn em. Cảm ơn bà con. Cảm ơn chị gái nhiều. Chú. Dạ chào chú. Dạ bà con bác có nghe chú Thanh Tuấn hát hay không ạ? Trời ơi, vẫn giọng hát như ngày nào. Dạ chào ngoại. Dạ trời ơi, danh ca mà ngoại. Này là của Thanh Tuấn. Dạ dạ dạ. Dạ không, con đâu có nhận đâu. Hồi xưa ông hát cái tuồng gì đó, Đường Quân Miên Bá. Mà tại sao ông là thái tử mà dở quá để cho ta chết cho rụng hết cánh tay. Đúng không? Rồi. Tại sao? Đâu ông đã là quấn tua người ta chứ sao? Tại tác giả. Đánh bằng người ta. Tại tác giả. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ. Sao chú? Dạ. Chú Tuấn hỏi được chưa? Bà con má thấy được chưa ạ? Dạ. Tội hay hát chắc chú hát tới sáng quá. Cho mình thế này. Dạ. Rồi thì Thanh Tuấn sẽ gửi đến tặng cho tất cả bà con cô bác đại gia đình yêu quý anh giọng ca Thanh Tuấn với một lớp trích đoạn nổi tiếng, mà lớp trích đoạn này đã gắn liền tên tuổi của Thanh Tuấn suốt mấy chục năm qua. Vâng, trích đoạn được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Dạ, à, các trường xa. Dạ, dạ chú. Là anh đã yêu, thật yêu em ruột của anh. Trời ơi, anh cắt chu sa, anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải, anh điên vì mười mấy năm qua muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để hôm nay không còn gì nữa cả, khi em dậm chân lên bôi xóa mồ thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đóng cho anh không biết làm sao hơn nữa, nên chỉ cầu mong cho yêu hôn cần từng ngăn dọc, mà đến giờ này thấy có lấy gì yêu. Thiên kêu ơi anh nói ra đây về nỗi niềm thầm kín, rồi thiên tố anh cầm đến nâng hẹn tâm. Rất là nồng ấm, những cành hoa rất là thân tình. Xin hẹn
có dịp gặp lại bà con bất cứ nơi đâu và đặc biệt ở đây nếu Cương Dừa sau này có nhà ý mời thì tôi đến đây chắc nữa. Chắn cảm ơn. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều đã thương con và quý mến bà con bác ở đây để về hát để phục vụ bà con bác. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú thật là nhiều sức khỏe và giọng hát tới 100 tuổi nó vẫn vậy nha chú. Cảm ơn Cương Dừa. Và một lần nữa xin chúc quý vị ra về giấc ngủ thật là ngon và thật là hạnh phúc. Kính chào tạm biệt quý vị. Dạ cảm ơn chú nhiều.